vỏ nhẫn trang sức cao cấp và viên chủ kim cương hộp sọ thiên nhiên tuyển chọn 9.5 ly. Tổng combo này có giá gần 2 tỷ đồng, bởi vì thiết kế của chiếc nhẫn này được kết hợp trên hai thương hiệu, đó là chính là Vertu và Rolex. Hai bên hông mỗi bên có 3 logo biểu trưng biểu tượng của Vertu, và ở trên mặt chủ vòng tròn này được thiết kế theo vành bezel trên đồng hồ Rolex, chiếu lấp lánh từ vòng tròn này tỏa ra không khác gì là những viên kim cương hộp sọ thiên nhiên. Đẹp nhưng mà phải có chất lượng, bởi vì đây là chiếc nhẫn được kỳ lân chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối AU750. Nhưng đặc biệt, nếu như chiếc nhẫn này đeo kết hợp với chiếc đồng hồ Rolex, kết hợp với một chiếc điện thoại Vertu full vàng nguyên khối AU750, hoặc là kết hợp với một chiếc điện thoại Vertu Signature S hoặc là Signature V full vàng nguyên khối AU750, vô cùng quyền lực, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Và tất nhiên rằng là giá tiền sẽ phù hợp theo yêu cầu của quý khách luôn. Ví dụ như đây là 9.5 ly mà nước ép tất cả thông số đẹp, tuyển chọn nên cái viên kim cương này với vỏ nhẫn này kết hợp lại thì sẽ là gần 2 tỷ đồng. Nhưng nếu như mình muốn phù hợp hơn và làm chiếc nhẫn nhỏ lại, viên chủ nhỏ lại, ví dụ như 5.4 ly đi, tổng luôn vỏ nhẫn và hộp chủ trên 200 triệu. Còn nếu như là 6.3 ly thì chiếc nhẫn này nguyên chiếc luôn sẽ có giá là trên 300 triệu đồng. Vâng, và hãy đến với Kỳ Lân Luxury tuyển chọn cho mình những sản phẩm trang sức cao cấp luxury theo tiêu chí của Kỳ Lân, và cũng là tiêu chí của tất cả các hãng nổi tiếng về trang sức, về những sản phẩm xa xỉ. Kỳ Lân hân hạnh phục vụ tất cả quý khách những sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách những video clip tiếp theo.